Chà, thơm và đã quá. Ê, ông kia, làm gì mà ngày uống tới 5 ly cà phê luôn? Tới có ví dụ gì cần thức không? Ví dụ gì đâu, chỉ là thích uống cà phê thế thôi, cho tỉnh táo, với lại đang có mua đồ đổi xe mà. Ủa, nghe sao không ăn nhập gì hết trơn à? Uống cà phê thì liên quan gì đến đổi xe nè? Vậy mới hay chứ, thấy tôi đang uống cà phê gì không? Thì cà phê Trung Nguyên.